Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Ram. Và hôm nay thì video về SSS5. Và nói chung là cái quy tắc này nó cực kỳ khó với tay mình luôn. Tại vì mình không có chơi pháp sư, mình chỉ có duy nhất một con Julia là đam phép, nhưng mà chỉ đam cận chiến. Thì về cung thì mình cũng không có xài. Thành thử ra mấy con chim này mình rất là mệt. Nhưng mà mình có một cái huân chương giết rồng, hai cái huân chương giết rồng. Một cái thì con Leon mang và một cái thì con Erwin mang. Tuần đầu tiên thì mình hạ Dehetto. Con Dehetto là con dễ hạ nhất trong mấy con còn lại, nên là mình giết được con nào thì mình giết trước. Và mình sử dụng là tem vật lý. Nói chung là đánh cái màn này nó ức chế, tại vì tem vật lý đem vô thì giảm hết là 50% sát thương rồi các bạn. Nó giảm hẳn 50 luôn. Nói chung có cái chế độ máu trên máu dưới vậy, cứ quýnh ra là giảm hẳn luôn. Mà có cái con chim tóc xanh Angelica, con đó mát trâu luôn. Cái con Cherry thì vô tư, cái con cung mà con sát thủ là đứng gần nó là coi như là tặc từ từ đó, nó mỗi đam một con. Ok, mình xóa 5 bút. Nói chung mình đi qua cái này là cũng nhờ may mắn các bạn. May mắn là cái thanh kiếm nó cầm đơm. Ok, nó cầm đơm nên mình mới hạ được. Cứ còn nếu mà nó không cầm đơm á, thì mình có đem cái xóa 5 bút của con Julia, nhưng mà nó cũng hơi phiêu. Ok, cái này thì mình đưa qua đây mình dụ để con Indica nó chạy qua. Nó chạy qua ở cái mức độ vừa phải thôi, chứ nó không có qua hẳn luôn. Đấy, thì mình rút thêm một tuần nữa để mình hồi cái hành động lại, và cũng như hồi Chavari. Và tuần sau thì mình sẽ đánh nó. Thì bây giờ mình đang, hiện tại mình đang có là hai cái trừ 5 bút, một cái của Erwin và một cái Julia. Thì thoải mái với con chim Indica tóc xanh ra. Cái con đó đúng là trâu luôn. Erwin mình mà không có cầm xó 5 bút đánh nó là coi như là lên đường. Cái con cung này các bạn, yếu thì nó không phải yếu, nó mang lính ngựa cung. Và cái con lính này thì nó có cái tỷ lệ là giảm sát thương nhận rất là nhiều. Mà lại là mình là đánh vật lý nữa, nên là sát thương gây ra đã giảm 50 rồi, mà còn bị cái con cung này, nó ngựa cung á, lính ngựa cung nó kích hoạt lốc xoáy nữa, nó giảm nữa. Ok, con Indica thì bị mất xó bút rồi. Đấy. Đây, mình đánh mấy lần con này rồi. Lần nào cũng bị lốc xoáy. Nhưng mà mình đem cái con ngựa cung mình đem cho cái con Ren mình chơi á, thì tỷ lệ là trên 70% mà ít kích hoạt lắm. Ủa mà sử dụng tem vật lý thì rất là chật vật để qua màn này luôn các bạn. Đó, cứ kích hoạt lốc xoáy, kích hoạt hai tool liên tiếp luôn mới đâu chứ. Ok, đầy máu luôn các bạn. Đầy máu luôn là còn mạng nữa. Đấy. Hai mạng mới 5 sao à. Mình còn khoảng, bây giờ tới 6 sao chắc cũng còn tháng nữa. Tháng nữa không ta? Mình được hơn hai mấy mảnh à, 150 mảnh thì lớp 6 sao. Chắc cũng cỡ tháng nữa mới lên 6 sao, 6 sao 3 mạng.
Ok, sói năm bút có. Và con chim này mình phải quyết tâm là mình đập cái con cung trước. Ok, lần này nó không kích hoạt nè các bạn. Lúc nãy là nó kích hoạt 2 tuần liên tiếp, chứ không là con Leon của mình gõ nó 2 tuần là nó đi rồi. Cái tuần này á, là mình đánh Zerida, nhưng mà cái tuần sau là Zerida sẽ boost, nó không có đánh mình nên mình mới để về mình đánh. Chứ nếu mà nó đánh á, thì một hit một con rồi. Rồi. Rồi nó chỉ còn một xíu máu nữa thôi. Đúng mà đi tìm vật lý rất là chật vật luôn các bạn. Ok, đã qua màn. Đi cái ít ít năm mới lấy được cái vòng cô tinh. Rồi cái vòng cô tinh là tôi có 3 cái luôn, rã bớt 1 cái còn 2 cái. Cốc thánh nữa nó ám quá trời ám luôn. Quân chương đồ bá vương thờ quân chương thợ rèn rồi sao không có nha. Ok, Man Hero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn có một ngày chơi game thật là vui vẻ.